Vào tháng 10 năm 2022, một tia sáng chói lòa xuyên qua vũ trụ, mạnh mẽ đến mức làm các máy dò tia gamma trên toàn thế giới bị tê liệt trong nháy mắt. Chỉ trong vài giây, vụ nổ này đã giải phóng nhiều năng lượng lớn hơn tổng lượng bức xạ mà mặt trời phát ra trong cả một năm. Đây là một sự kiện bức xạ mạnh mẽ nhất mà nhân loại từng ghi nhận và không phải là một sự phóng đại. Nếu nó xảy ra gần hơn, hậu quả sẽ là thảm họa không thể tưởng tượng nổi cho trái đất. Chỉ cần một tia gamma đủ gần, sự sống trên hành tinh này có thể bị xóa sổ. Trong 18 tháng tiếp theo, hiện tượng này trở thành đối tượng của các nghiên cứu chi tiết nhất về vụ nổ tia gamma trong lịch sử. Nó được đặt tên là BOAT, viết tắt của Brightest of All Time, sáng nhất mọi thời đại. Khi các nhà nghiên cứu bắt đầu khám phá những bí ẩn phía sau vụ nổ, những phát hiện của họ dần dần tiết lộ từng bí mật. Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã lập danh mục các vụ nổ tia gamma, nhưng BOAT đặc biệt hơn tất cả. Nó gần hơn, sáng hơn và cũng bí ẩn hơn vì thiếu vắng đi các yếu tố mà các nhà khoa học thường thấy trong các vụ nổ tương tự. Vụ nổ này cũng gợi mở nhiều câu hỏi về mô hình chuẩn của vật lý, vật chất tối, cách các nguyên tố nặng như vàng được hình thành. Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá bí ẩn về tia gamma và vụ nổ tia gamma lớn nhất và sáng nhất từng được con người ghi nhận. Điều gì đã gây ra một vụ nổ khổng lồ như vậy? Nó diễn ra ở đâu? Sự ảnh hưởng của nó đến chúng ta là gì? Và nó có điểm khác biệt như thế nào so với các vụ nổ tia gamma trước đây? Câu trả lời có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn của chúng ta về vũ trụ ngày nay. Các vụ nổ tia gamma là những tia sáng ngắn ngủi nhưng vô cùng mạnh mẽ của bức xạ gamma, kéo dài từ vài phần nghìn giây đến vài phút. Lần đầu tiên, chúng được phát hiện được vào năm 1967 khi các vệ tinh của Mỹ, vốn được thiết kế để giám sát các cuộc thử nghiệm hạt nhân bí mật của Liên Xô, tình cờ phát hiện ra một loại bức xạ điện tử bất thường. Kể từ đó, những vụ nổ này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học vì chúng mở ra cơ hội nghiên cứu những trạng thái vật chất và hiện tượng vật lý mà không thể tái tạo trên trái đất. Các vụ nổ tia gamma cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về quá trình hình thành và tiến hóa của các ngôi sao trong suốt lịch sử của vũ trụ. Chúng được chia làm hai loại chính: vụ nổ ngắn kéo dài chưa đến 2 giây và vụ nổ dài kéo dài hơn 2 giây. Vụ nổ tia gamma ngắn thường do sự va chạm giữa hai sao neutron hoặc một sao neutron hợp nhất với một lỗ đen và đôi khi dẫn đến hiện tượng kilonova, một vụ nổ sáng rực rỡ do sự phân rã phóng xạ của các nguyên tố nặng. Các vụ nổ tia gamma dài xảy ra khi những ngôi sao khổng lồ phát nổ và hình thành hiện tượng siêu tân tinh. Trong quá trình này, lõi của ngôi sao sụp đổ và tạo ra một sao neutron hoặc lỗ đen. Đồng thời, ngôi sao phóng ra các tia vật chất di chuyển gần bằng tốc độ ánh sáng. Khi các tia này va chạm với vật chất xung quanh, chúng phát ra tia gamma mà chúng ta có thể quan sát được. Vậy điều gì làm cho BOAT trở nên đặc biệt? Đầu tiên, vụ nổ này kéo dài tới 10 phút, lâu hơn rất nhiều so với hầu hết các vụ nổ tia gamma khác và nó còn được phát hiện trong 10 giờ sau đó. Vụ nổ xảy ra ở chòm sao Sagitta, cách trái đất chỉ 2 tỷ năm ánh sáng, gần hơn rất nhiều so với các vụ nổ tia gamma thông thường. Trên thực tế, một vụ nổ sáng đến mức này ở gần trái đất chỉ có khả năng xảy ra một lần trong 10.000 năm. Thời điểm gần nhất diễn ra điều này là khi loài người mới chỉ bắt đầu biết đến nông nghiệp. Giống như các vụ nổ tia gamma dài khác, BOAT có sự tham gia của một ngôi sao khổng lồ sụp đổ và phát nổ. Nhưng đây là điểm bắt đầu của những bất ngờ. Liệu có điều gì bất thường khiến vụ nổ này vượt xa những gì chúng ta từng biết về vũ trụ hay không? Điều gì đã xảy ra sau sự kiện này và nó có thể tiết lộ điều gì về cấu trúc cơ bản của vũ trụ? Một siêu tân tinh thông thường không thể giải thích được mức độ cường độ của tia gamma phát ra từ vụ nổ BOAT. Vụ nổ này mạnh gấp 70 lần so với bất kỳ vụ nổ tia gamma nào trước đây. Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ rằng BOAT có thể là kết quả của một siêu tân tinh khổng lồ, loại siêu tân tinh cực kỳ hiếm mà chúng ta ít thấy. Tuy nhiên, khi phân tích ánh sáng phát ra từ vụ nổ, họ phát hiện rằng siêu tân tinh liên quan đến BOAT thực tế lại rất bình thường, không có gì đặc biệt so với những siêu tân tinh khác. Để làm rõ những điều bí ẩn xung quanh vụ nổ tia gamma BOAT, các nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, còn được gọi là JWST để nghiên cứu. Dữ liệu từ JWST cho thấy rằng siêu tân tinh, vụ nổ sao gây ra BOAT, thực tế không có gì đặc biệt. Nó thậm chí còn mở hơn so với những gì người ta kỳ vọng cho một vụ nổ tia gamma cực mạnh. Vì vậy, điều gì đã tạo ra vụ nổ mạnh mẽ như vậy? Một giả thuyết thú vị gợi ý rằng vị trí của trái đất có thể là yếu tố quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn đang chiếu một chiếc đèn pin vào màn đêm. Ánh sáng từ đèn pin chiếu ra một cách mềm mại và chỉ sáng một khu vực nhỏ xung quanh bạn. Nhưng nếu bạn tập trung toàn bộ ánh sáng đó thành một chùm laser, ánh sáng sẽ không tỏa rộng
mà tập trung mạnh mẽ vào một hướng duy nhất. Nếu trái đất nằm trên đường đi của chùm tia laser đó, chúng ta sẽ ghi nhận được một vụ nở ánh sáng cực kỳ mạnh. Nguyên lý tương tự có thể áp dụng cho Boat. Nếu ngôi sao khổng lồ quay cực nhanh khi sụp đổ, các tia gamma phát ra từ nó sẽ trở nên hẹp và tập trung hơn, và do đó sáng hơn. Thực tế, các tia gamma từ Boat là một trong những tia hẹp nhất từng được ghi nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, các tia gamma từ Boat còn di chuyển nhanh hơn dự đoán. Với tốc độ kinh hoàng, các tia gamma đã di chuyển suốt 2 tỷ năm qua vũ trụ để đến trái đất, làm tạm thời xáo trộn tầng điện ly của hành tinh chúng ta. Khi các photon từ vụ nổ này va vào tầng điện ly, nó tạo ra hiệu ứng tương tự như một đợt bùng phát năng lượng mặt trời lớn, đẩy tầng điện ly xuống thấp hơn. Nếu một vụ nổ cách xa 2 tỷ năm ánh sáng đã có thể gây ra tác động lớn như vậy, thử tưởng tượng nếu một vụ nổ tương tự xảy ra ở gần trái đất, liệu chúng ta sẽ còn lại gì? Đài quan sát mưa không khí ở độ cao lớn, LHASO, tại Trung Quốc đã thu thập dữ liệu về hàng chục nghìn photon từ Boat, vượt xa mới ghi nhận trước đây trong thiên văn học tia gamma. Điều này dẫn đến câu hỏi liệu các mô hình vật lý hiện tại của chúng ta có đang thiếu sót điều gì không? Hiểu biết hiện tại cho thấy rất khó tin rằng các photon năng lượng siêu cao này có thể di chuyển qua vũ trụ suốt 2 tỷ năm mà không bị ảnh hưởng bởi bức xạ nền vị sóng vũ trụ, bụi liên thiên hà hay sự giãn nở của vũ trụ. Một giả thuyết mới gợi ý rằng photon có thể chuyển đổi thành một hạt giả thuyết gọi là axion và sau đó chuyển đổi trở lại thành tia gamma khi gặp từ trường của ngân hà. Axion được cho là một hạt siêu nhẹ liên quan đến vật chất tối. Mặc dù sự tồn tại của chúng vẫn chưa được xác nhận, nếu có, chúng sẽ nằm ngoài mô hình chuẩn của vật lý hạt của chúng ta. Quay lại với Boat, chúng ta đã xác định rằng vụ nổ này xuất phát từ một ngôi sao khổng lồ sụp đổ thành lỗ đen, tạo ra một vụ nổ tia gamma mạnh mẽ. Nhưng không chỉ có vậy, những sao sụp đổ như thế này còn có khả năng tạo ra các nguyên tố nặng như vàng. Vậy tại sao vàng lại liên quan đến tia gamma? Để hiểu điều này, chúng ta cần biết cách mà các nguyên tố hình thành. Trong lõi sao, ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao, các nguyên tố nhẹ như hydro và heli trải qua quá trình tổng hợp hạt nhân để tạo ra các nguyên tố nặng hơn, từ heli đến sắt. Tuy nhiên, khi hình thành sắt, quá trình tổng hợp này không còn hiệu quả. Vậy các nguyên tố nặng hơn như vàng đến từ đâu? Hiện tại, có hai cách chính để tạo ra các nguyên tố nặng như vàng và platinum. Cách đầu tiên là từ va chạm giữa hai sao neutron, một hiện tượng đã được xác nhận gần đây nhờ kính viễn vọng không gian James Webb. Khi hai sao neutron va chạm, chúng giải phóng một lượng lớn neutron. Những neutron này sau đó giúp tạo ra các nguyên tố nặng qua một quá trình gọi là quá trình bắt neutron nhanh, R-process. Một vụ va chạm sao neutron có thể sản xuất lượng nguyên tố nặng gấp 3 lần khối lượng trái đất. Tuy nhiên, vì các vụ va chạm sao neutron xảy ra rất hiếm và chỉ xảy ra trong hàng tỷ năm, chúng không thể giải thích hết số lượng nguyên tố nặng mà chúng ta quan sát trong vũ trụ. Vì vậy, có thể còn một nguồn khác, và đây là lúc vụ nổ tia gamma Boat trở thành tâm điểm. Cách 2, một lý thuyết gợi ý rằng quá trình sụp đổ của các sao khổng lồ, giống như Boat, có thể là nguồn cung cấp thêm các nguyên tố nặng. Quá trình sụp đổ này có thể giải phóng gió neutron, giúp hình thành các nguyên tố nặng. Tuy nhiên, phân tích quang phổ từ Boat không cho thấy dấu vết của các nguyên tố nặng. Điều này khiến chúng ta tự hỏi liệu siêu tân tinh có thể tạo ra vàng và các nguyên tố nặng khác hay không. Những phát hiện từ Boat đã mở ra vô vàn câu hỏi thú vị về sự sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ và vai trò của chúng trong việc hình thành các nguyên tố nặng trong vũ trụ. Liệu có phải vật chất tối cũng góp phần trong quá trình này? Nếu vậy, những bí ẩn này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục dẫn bước vào những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn để tìm ra lời giải đáp. Boat không chỉ đơn thuần là một vụ nổ tia gamma sáng rực rỡ nhất, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội khám phá các bí mật về nguồn gốc của các nguyên tố nặng, vai trò của vật chất tới và những mảnh ghép bí ẩn trong sự hình thành của vũ trụ. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy nội dung này thú vị, hãy nhận thích và đăng ký kênh Kitten Explorer để tiếp tục đồng hành cùng tôi trên hành trình khám phá vũ trụ và những hiện tượng thiên văn kỳ bí. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video khám phá tiếp theo.